Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và trong trường hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn một trong số những trường nằm trong hệ thống các trường đạt được chứng nhận EduJust do chính phủ Singapore cấp. Thì Học viện Quản lý Vật liệu Singapore SIMM là một học viện hoạt động độc lập phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1980 bởi những chuyên gia trong ngành công nghiệp, kinh doanh và tổ chức giáo dục. Viện thì được điều hành bởi một tổng thư ký và một ủy ban chấp hành được bầu cử theo chính sách của trường. Trường có mối quan hệ quốc tế với các bộ phận chuyên về logistics của các quốc gia khác như là Học viện Quản trị Nguồn Cung cấp ở Mỹ, Tổ chức Sản xuất và Quản trị Kho hàng ở Mỹ, Liên đoàn Quốc tế về Thương mại và Quản lý Vật liệu ở châu Á. Kể từ khi thành lập thì SIMM đã trở thành cơ sở giáo dục hàng đầu trong các lĩnh vực đào tạo như là logistics, quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử cho các chuyên gia giáo dục và hỗ trợ chuyển đổi nhân lực không chỉ trong ngành logistics mà còn trong các lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Thì công ty du học Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của SIMM, của Học viện Quản lý Vật liệu Singapore SIMM tại Việt Nam. Và mọi thông tin thắc mắc thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra thì Học viện Quản lý Vật liệu Singapore SIMM cũng là một trong những học viện hàng đầu Singapore hiện nay được Tổ chức Quản lý Giáo dục Singapore cấp chứng nhận EduJust, chứng nhận danh dự đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục tuyển sinh quốc tế. Học viện cung cấp những khóa học chuyên nghiệp về quản lý vật liệu và dây chuyền cung ứng, đào tạo từ chứng chỉ lên đến thạc sĩ. SIMM thì cam kết sẽ không ngừng nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực logistics và quản trị vật liệu, cung cấp các kỹ năng lãnh đạo nhằm phát huy và mở rộng kiến thức trong lĩnh vực này. Các trường đại học đối tác thì bao gồm trường đại học kỹ thuật Curtin nằm ở Perth ở phía tây của Úc và có hơn 20.000 học sinh từ khắp nơi trên thế giới đang theo học. Đại học Curtin thì nổi lên như là một trong những trường đại học toàn diện nhất ở Úc. Với chương trình giảng dạy xuất sắc và sự nghiên cứu sáng tạo và các khóa học ứng dụng chuyên nghiệp đã làm cho trường đại học Curtin trở thành trường quốc tế danh tiếng trên thế giới. Trường đào tạo hơn 250 khóa học trong các lĩnh vực như là nghệ thuật, khoa học xã hội, kiến trúc, khoa học y tế, kinh tế, nông nghiệp và công nghệ khoáng sản. Làm việc với ngành công nghiệp, chương trình nghiên cứu và giảng dạy đa ngành của Curtin giúp cho sinh viên định hướng được tương lai của mình. Và các chuyên ngành được đào tạo tại Học viện Quản lý Vật liệu SIMM như sau: chuyên ngành về quản trị giao nhận vận tải, kinh doanh quốc tế và quản trị giao nhận vận tải, quản lý chuỗi cung ứng, thiết kế và truyền thông đa phương tiện, quản lý tổ chức sự kiện, thiết kế nội thất, v.v. Học phí thì khóa tiếng Anh thì dao động khoảng 2.250 đô la Singapore cho một cấp độ. Chương trình chứng chỉ cho tới thạc sĩ nâng cao thì dao động ở mức là từ 5.500 cho tới 8.100 đô la Singapore. Và chương trình cử nhân thì dao động từ 14.000 đô la Singapore. Chương trình thạc sĩ thì khoảng 17.000 đô la Singapore. Và những lợi ích khi học tại trường SIMM như sau: các khóa học đại học và sau đại học đều được trường đại học danh tiếng của Curtin cấp bằng. SIMM thì được cấp chứng nhận EduJust. Chứng nhận này dành riêng cho những tổ chức giáo dục tư thục có chất lượng giảng dạy tốt, được bảo hiểm học phí và bằng cấp đạt có giá trị quốc tế. Do đó sinh viên sẽ được truyền đạt kiến thức tốt nhất và được bảo vệ tốt nhất khi học tại SIMM. Và nếu như các bạn còn thắc mắc về hồ sơ học phí khi du học tại trường SIMM thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam và hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường SIMM tại Việt Nam. Thì qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên tư vấn trực tiếp tại 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.